Khi nhìn thấy nhím cái này, nó đột nhiên không muốn đi nữa. Nó quyết định ở lại đây. Thế nhưng thủ lĩnh của họ lại là một ông già rất cổ hủ. Nếu muốn ở lại đây thì phải bỏ đi những chiếc gai. Mặc dù Bobby không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý và còn may mắn được xếp một nhóm với con chim cái đó đi hái trái cây. Để thể hiện mình trước nữ thần, Bobby nhặt đá và đập vào cây, quả rơi xuống, nhanh chóng bước tới để bắt, đã thành công làm cho cô cười. Sau đó còn đưa lên cây ngắm cảnh, mà không biết rằng cảnh này đã bị những con nhím khác nhìn thấy. Họ hái đầy hoa quả về, không những không được thủ lĩnh khen mà còn bị mắng về hành vi của Bobby trong ngày. Điều này khiến thủ lĩnh muốn trục xuất nó. Bobby không còn chịu đựng được nữa. Nó nghĩ rằng những chiếc gai sẽ giúp nhím có cuộc sống tốt hơn, nên không nên giấu nó đi. Trước khi đi, nó muốn đưa cô nhím đi cùng, nhưng nó đã sống ở đây từ khi còn nhỏ, không thể rời bỏ gia đình và bạn bè của mình. Bobby đành phải ra đi trong tiếc nuối. Chim béo không ngừng chỉ trích nó. Nếu đã thích con nhím đó như vậy, tại sao không chịu nghe theo quy tắc, chấp nhận lối sống của họ, mà cứ phải thể hiện bản thân? Bobby nghe xong trở nên tức giận, gọi nó là con chim ngốc. Hai người cứ vậy chia tay.